chào đón trên thảm đỏ Á hậu siêu mẫu Mai Thùy. Không phải là chơi game chị, mà là qua thi ứng xử chị. Mình phải qua thi ứng xử. Dạ em chào chị, hai các chị, hi, hello chị. Hôm nay là một cái thử thách nhỏ ngay trên thảm đỏ này luôn, bên kia là thử thách photoshoot. Xong rồi đây sẽ là thử thách là ứng xử, tại vì là kinh nghiệm chinh chiến bao nhiêu cuộc thi của mình là mình phải áp dụng vào ngay bây giờ, ngay lúc này luôn. Và trước khi đến với phần thi ứng xử thì không biết là hai chị có thể gửi lời chúc cũng như là gửi lời chào đến quý vị khán giả và có một lời chúc gì đó đến cho chị Bảo Hoa Yến cùng với Phát Sơ Sơ ngày hôm nay không ạ? Em mời chị Duy Duy trước ha. Lời đầu tiên thì hôm nay thật sự là Duy cảm thấy rất là vui cho chị Yến và chúc là cái buổi diễn của chị Yến ngày hôm nay sẽ diễn ra thành công tốt đẹp và thật là cháy giống như là cái tên của thương hiệu. Yes. Yeah, xin chào tất cả mọi người, mình là Thảo Nhi và hôm nay mình đây ở sự kiện của chị Võ Hằng Yến và mình cảm thấy vô cùng là tự hào và vui với chị của mình. Bản thân Nhi cũng có một brand thời trang thì Nhi biết là làm một cái fashion show như thế này có rất là nhiều công việc, đúng không? Tại một fashion show rất là vất vả. Thì hôm nay tất cả mọi người đang ở đây để có thể ủng hộ chị Võ Hằng Yến và brand Dâm Dâm DAM. Dâm O Đầm O DAM. Em này rồi. Và chúng ta sẽ còn chờ đợi rất là nhiều những vị khách mời rất là hot và cũng như là rất là thân thiết với chị Bảo Hoa Yến ngay sau những người vị khách vừa rồi thưa quý vị. Em xin được chào chị Hoàng Thùy, xin được chào chị Welcome không chị. Em xin chào chị. Cho em mượn cái bục em đứng lên bằng chị coi. Cho em mượn cái bục xíu đi. Cho em mượn cái bục xíu để em đứng. Dạ em đùa vậy thôi. Không biết là trước khi mà chúng ta đến với phần thử thách nho nhỏ thì chị có thể gửi một lời chào cũng như một lời chúc đến tất cả quý vị khán giả đang xem chúng ta qua livestream cũng như là chúc gì đến cho một show diễn thành công ngày hôm nay không ạ? Thực sự thì đối với Thùy thì chị Võ Hằng Yến là một người chị mà Thùy cũng đã tiếp xúc cũng hơn 13 năm nay, hơn 12 năm nay thì nói chung là tình cảm chị em cũng có bền chặt nha, cũng có bền chặt nha, rất bền nha. Phải có chứ không phải cũng có, phải bền chặt. Đúng, phải có. Phải có. Đúng. Ngoài ra thì thực sự á, trong tất cả những người mẫu mà chụp hình hay là đi catwalk với lại chị Yến á, thì Thùy cũng là một trong những người mà đi với lại chụp hình hợp nhất. Dạ, tại chân chị dữ mà. Em có thấy vậy không? Trời dưng, chân mà xong rồi kiểu như là chị hay nói với chị Yến á là chị ơi bây giờ á, lúc nào chị em mình đi gặp nhau á là phải chặt chém, có nghĩa là chị em mình là phải chặt chém nhau. Đúng rồi. Đúng rồi. Là không có chị em thân thiết giữa mà chặt. Đúng rồi, ngay cả ngày hôm nay cũng vậy luôn. Dạ rồi. Rất là chặt chém. Thảm đỏ. Rất là bơm chỗ này bơm chỗ kia rồi. Phải chặt chém. Yeah. Nhưng mà cũng không chặt được nhân vật chính nha. Không khó, khó. Ngày hôm nay là không nha. Đúng rồi. Và đặc, nhà của họ. Và đặc biệt là hôm nay là rất là nhiều đầm và đồ đẹp của DAM nên là ngày hôm nay á, nói đi nói lại thì Thùy cũng muốn chúc người chị của mình là thứ nhất là luôn xinh đẹp này, khỏe mạnh này. Cái thứ hai là show diễn sẽ thành công và đồ sẽ bán được nhiều nha. Dạ đúng, chính xác. Chốt đơn. Cái đồ bán được nhiều mới là cái thiết thực đó. Đúng rồi. Rồi có tiền thì chia cho em một ít cũng được. Ủa? Nhiều tiền chia em ít được ha chị Yến à. Được rồi, nha, đồng ý mình, nha. Mình ký hợp đồng, mình chia hợp đồng, mình chia hoa hồng luôn. Đúng rồi. Lúc nào cũng vậy hết. Dạ, cảm ơn chị Hoàng Thùy. Dạ, cảm ơn chị Hoàng Thùy rất là nhiều. Và mời chị hãy vào bên trong để mà chúng ta chuẩn bị cho show diễn tiếp theo nha chị nha. Cảm ơn chị rất là nhiều ạ. Chào đón trên thảm đỏ nhà thiết kế Phan Anh Tuấn. Dạ không, anh phải đứng đây chứ. Anh đứng đây để anh thi ứng xử với em. Anh Mai Vệ Vinh là top 8 của Netplay Việt Nam bên châu. Câu hỏi của mình là gì ạ? Tại vì nếu như bình thường mà không có dấu chấm ở đây thì mình sẽ đọc là Dam. Cũng được đi, cũng được đi. Có dấu chấm thì Linh nghĩ là sẽ đọc theo kiểu thôi thì đọc theo kiểu tiếng Anh đi. D-A-M. Sexy. Rất là wow. Đúng không ạ? Và bất cứ cái tên gọi gì D-A-M. Ok.
lát nữa chúng ta sẽ cùng phỏng vấn chế Nguyễn Quỳnh Châu, Á hậu Miss Grand Việt Nam, và để xem là cô ấy có mang một cái tâm thế như thế nào, mang những cảm xúc gì đến đây cùng với chị Võ Hoàng Yến nha thưa quý vị. Em chào chị Châu, em đợi chị nãy giờ quá trời là bô dáng rồi, rất là GAM đi. Đầu tiên là cảm ơn chị đã đến đây cùng chung vui với lại chị Võ Hoàng Yến cùng với thương hiệu thời trang GAM Fashion Show Call Out My Name. Trời, em cũng muốn lú luôn vậy đó. Dạ, đầu tiên thì là chị Võ Hoàng Yến có yêu cầu với em là không thể nào mà để các khách mời vào xem show diễn một cách dễ dàng vậy được. Chúng ta phải có một cái test IQ thử, test gọi là tình chị em thật sự là có xứng đáng để mà chúng ta đến đây để mà chung vui cùng với nhau không đó chị. Là chúng ta sẽ phải trả lời những câu hỏi nhanh đáp gọn về chị Võ Hoàng Yến để xem là tình chị em hay là mình có thật sự là theo dõi chị Võ Hoàng Yến thời gian vừa qua không. Không những là tình chị em mà còn tình thầy trò nữa nha. Bây giờ lạng ngoạng là cô giáo đuổi học nha. Là lắp luôn. Là về là lắp luôn. Câu hỏi của mình là gì ạ? À? Võ Hoàng Yến đeo bông hoa gì trên đầu lúc đăng quang Á hậu Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam? Chà chà chà. Chị đeo hoa gì? Chà chà. Chà chà chà. Chị nhớ, chị nghĩ chắc hoa. Biết gì hết ạ? À? Hoa gì mọi người? Bây giờ thường đi thi hoa hậu là hoa sen, hoa lan, hoa cúc đúng không? Hoa gì ta? Tình thầy trò, tình thầy trò nè, tình chị em nè. Hoa lan đi. Chắc thầy trò chắc chưa ạ? Lan đi. Đúng chưa ạ? Đúng không? Xin được chúc mừng câu hỏi, câu trả lời chính xác của chị chính là hoa lan. Và cảm ơn chị rất là nhiều. Ok, từ giờ cho sẽ lưu số điện thoại chị Yến là chị Yến Hoa Lan. Ờ, đúng rồi đó. Đây là mình sẽ bảo lưu được tình chị em và tình thầy trò luôn đúng không chị? Về nhà mình vẫn còn là chị em với nhau. Cảm ơn chị Châu rất là nhiều. Và chúc là chị sẽ... Trời đất ơi, thôi bộ em yêu cầu đổi câu hỏi giùm cái đi. Đổi câu hỏi liên ngay lập tức giùm cái đi. Câu này là Võ Hoàng Yến đeo bông tai gì khi đăng quang mười mấy năm trước? Trời đất ơi. Bữa đó là chị ngồi kế chị Yến trên cái bàn đó luôn đó. Sao mà hỏi câu đó được? Đúng không ạ? Không. Đúng rồi. Tôi không có duy trì. Kể tên ba thành viên team Khanh Rằng quán quân Việt Nam Why Not. Câu này mới thực sự là test. Câu là này có theo dõi. Câu này mà không trả lời được là bị nhiều người đánh đòn lắm á. Võ Hoàng Yến. Rồi đúng, chính xác. Kim Duyên. Và Hoàng My, Vũ Hoàng My. Một lần nữa mình đã confirm chưa ạ? Võ Hoàng Yến, Vũ Hoàng My và Kim Duyên. Chính xác, xin được cảm ơn chị Vũ Thủ. Mình hỏi chị chính chủ chứ em không biết gì hết. Em vô can. Em chỉ là một bên thứ ba gì hết trơn. Em là một bên thứ ba, em không biết gì hết. Mình hỏi chị Võ Hoàng Yến ngay bên kia luôn là quà của chị Vũ Thu Phương đâu ạ. Đầu tiên là cảm ơn chị Vũ Thu Phương rất là nhiều đã đến đây để mà tham gia show diễn đầu tiên của chị Võ Hoàng Yến. Và mời chị hãy trở về bên trong vị trí của mình để mình có thể theo dõi chi tiết chương trình chị nhé. Cảm ơn chị rất là nhiều ạ. Chúc cảm ơn chị rất là nhiều ạ. Và cho em xin lại câu hỏi để em còn đố người khác chị. Dạ đúng. Quá trời là tạo dáng đi chị lên ơi. Quá trời là tạo dáng đi. Em biết em đợi nãy giờ luôn đó. Mà đi lên đi xuống là cả ngàn cái pose đó vậy đó. Rất là chị chưa thỏa mãn chưa? Chị chưa thỏa mãn nè. Vậy thôi để em phải mấy người tiếp theo chị rồi chị tạo dáng tiếp bây giờ mày. Rồi đầu tiên là cảm ơn chị cũng như là chào mừng. Đầu tiên là cảm ơn và cũng như là welcome tất cả mọi người đang đến với lại show diễn thời trang đầu tiên của GAM by chị Võ Hoàng Yến. Chà hôm nay rất là GAM, rất là đúng team, rất là mình pose cái nữa đi ạ. Rồi 1, 2, 3 mình đứng lên mình quay một vòng rồi mình về chỗ đó cả. Đúng rồi, mình lên mình pose cái xong rồi mình quay về mình về chỗ. Mình thi đúng rồi. Thời trang mà. Năm người luôn hả? Dạ đúng rồi, chính xác. Đồng diễn giùm em. Mình đồng diễn giùm em ạ. Đầu tiên là bước chân phải trước ha. Chân gì trước được chưa? Em đã tín hiệu nha. Rồi, chuẩn bị chưa? Một, hai, ba, action. Cha, rất là đẹp. Ủa chị Phước lên trước, chị Phước ơi. Đúng rồi. Chị Phước ơi, xoay đều rồi, chị Phước ơi, ủa mình xoay chưa? Trời đất ơi. Chị Phước ơi, chị đứng lên xíu, chị Phước ơi, mọi người tránh ra chị Phước ơi. Ủa chứ sao chị Phước, chị cứ Phước có hay bị về sau xong rồi đi sâu về sau vậy chị? Nhưng mà không sao, bởi vì là trước khi mà chúng ta bước vào show thời trang ngày hôm nay thì chị Hoàng Yến có một cái phần ứng xử nho nhỏ dành cho mọi người.
là test coi là tình chị em, tình thầy trò có thật sự là bền lâu không. Thì bây giờ là xin được đại diện chị Ngọc Phước và anh Tina ha. Tina, Tina bóc đi. Rồi bây giờ là câu hỏi dành cho Tina là gì ạ? Hãy cover lại câu nói em thấy hơi quá rồi đó. Ủa? Theo phong cách Võ Hoàng Yến. Ủa, cái này dễ đổi. Ôi mày đổi giùm cái đi, mình đổi giùm cái đi. Câu nó thử thách hơn. Cái này để mà Hữu Vinh. Ừ. Phải để Hữu Vinh. Đây, ai trong showbiz, ai là trong showbiz, ai là chồng của Võ Hoàng Yến? A. Mâu Thủy. B. Minh Tú. C. Võ Hoàng Yến là Võ Minh Sơn nên không có chồng. Trời ơi, khó quá vậy. Em nghĩ cái câu này đơn giản lắm á. Đơn giản không? C. Võ Hoàng Yến là Võ Minh Sơn không có chồng. Ủa? Chị sai. Sống một đời. Chị sai. Sai vậy là, rồi. Vậy là chị Mâu Thủy. Đúng. Nhưng mà chị nghĩ là Võ Hoàng Yến không xứng đáng. Ủa?